Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ cho các bạn là cái bộ môn Short the Pool Online. Thì đầu tiên là các bạn phải lên cái trang chủ của nó để các bạn đăng ký thành viên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên trang chủ nhá. Sẽ là shorterpool.net. Rồi, khi vào cái trang chủ này thì nó sẽ xuất hiện như này. Ở dưới này thì các bạn cũng chẳng cần quan tâm đâu. Bạn nào mà thích thì các bạn đọc. Không biết tiếng Anh thì dịch Google ra mà đọc. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký. Thì đăng ký các bạn thấy cái chữ đỏ này không? Dài up là đăng ký nhá. Thì ở đây nó sẽ có hai phần cho mình đăng ký. Là phần chơi miễn phí, Free High Play. Còn ở đây là Shorter Pool Pro, tức nghĩa là bản có phí. Bản miễn phí thì không đồng, bản có phí 24,95 euro. Đấy, thì ở đây nó sẽ cho bạn là ba cái khóa để các bạn có thể khởi động cái trò chơi. Và các bạn có 1.500 tiền coin ở trong này. Và các bạn chơi giống một người chơi chuyên nghiệp kiểu đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách đăng ký miễn phí nhé. Rồi, cách đăng ký miễn phí. Thì bạn nào mà chơi mà thấy hay thì các bạn sẽ mua cái bản có phí này thì chơi còn hay hơn, nhiều trò hơn. Rồi, có phí nó chỉ có hạn thôi. Ví dụ tên của mình là HG nhá, HG Bilat. Đây là nickname ấy. Đấy, xong rồi địa chỉ email đúng không? Địa chỉ email thì các bạn điền vào cái gì đấy, địa chỉ email, password ghi lại đúng không? Password. Rồi, còn đây là tên của mình, ví dụ tên mình tên là Hoàng Gia. Đúng không? Còn nak namơ tức nghĩa là họ Dương. Đấy, tuổi, ngày tháng năm sinh. Đấy, đất nước Việt Nam đi, bạn ở đâu thì bạn điền ở đấy. Ví dụ mình ở Đức thì mình điền là mình đang ở Đức, mình ở Việt Nam thì mình điền là mình đang ở Việt Nam. Đấy. Rồi, chưa, xong ấn vào đây, ấn vào mấy cái này. Xong ấn vào vài tờ. Thế là xong cái phần đầu tiên là cái phần đăng ký nhá. Thì khi mà đăng ký xong thì nó sẽ gửi một cái email về cái địa chỉ email các bạn điền ở đây, và nó có một đường link và các bạn ấn vào đấy để nó gọi để xác nhận đấy là bạn là người đăng ký. Rồi, khi mà các bạn đăng ký xong đúng không, thì chúng ta sẽ vào đăng nhập shorterpool.net này đúng không. Các bạn sẽ vào đây, các bạn đăng nhập này, login đúng không, vừa cái nickname của bạn là gì, mật khẩu của bạn là gì thì bạn điền vào. Đấy, đúng không? Nickname, ví dụ nickname là HG Bilat vừa rồi chẳng hạn đúng không? Xong điền mật khẩu vào đây. Xong thế là chơi thôi. Rồi sau khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Đúng không? Hiện ra cái bảng như này. Đây là cái danh sách mà chúng ta có thể vào phòng chúng ta chơi. Thì cái bản miễn phí ấy, thì các bạn chỉ có thể chơi được ở đây thôi. Đấy. Ấn vào phần này và vào cái phần free high player này này. Đấy, high play đấy. Thì các bạn có thể chơi ở đây và hình như chỉ chơi được 8 bi thôi. Đúng không? Chỉ chơi 8 bi thôi. Khi mà các bạn mà chơi 8 bi mà các bạn thấy hay thì các bạn có thể mua bản có phí, thì các bạn có thể chơi được tất cả các bộ môn. Ví dụ như là các bạn có thể chơi được xem nào. Bia snooker, cái bộ môn British pool, Chinese pool, carom, đấy rất nhiều bộ môn. Còn bên này nữa là đấy, nó rạch ròi ra đấy, một băng, ba băng các thứ nhiều lắm. Ngoài ra bản miễn phí ấy, như cũng chơi được snooker này, đây nó cũng điền free này. Đúng không, free này. À, cũng chơi được nhiều bộ môn đấy chứ nhở, hình như bây giờ nâng cấp rồi, hồi xưa mình chỉ chơi được bộ môn 8 bi thôi. Thì các bạn cứ thử nhá, cứ thử ấn vào đây chỗ nào nó điền free hay player thì các bạn cứ thử đi, thử hết đi. 9 bi hình như là không được chơi, đúng rồi, 9 bi thì không được chơi. Ok. Thế bây giờ nó cũng linh động phết rồi chứ. Chứ hồi xưa mình chỉ được chơi 8 bi thôi. Thế bây giờ linh động phết rồi. Được. Rồi. Còn đóng phí thì các bạn chơi tẹt gà nhá, chơi tất cả các bộ môn luôn. Các bạn còn có thể là vào đây đánh thi đấu ấy. Hình như ở trong này là các bạn đặt cược tiền, thắng thì được tiền. Đúng rồi. Còn đây event này. Đấy. Còn đây là lịch thi đấu ấy. Ví dụ các bạn thi đấu, đi thi đấu đóng 10 VC vào đúng không, thì các bạn sẽ được vào đây phòng này thi đấu. Đấy. Thi đấu thì nó có lịch này, ví dụ ở đây là 23 tháng 9 này. Đấy, ví dụ có lịch đấy vào mấy giờ. Đấy, nó có hết.
nó sẽ điền hết vào đây. 26 tháng 2 này, 2021 này, 18 giờ này. Đấy. Mình vào đây mình đăng ký. Nhưng mà với các bạn phải có phí cơ. Còn này là cái gì? Cái này thì mình chưa biết là cái gì luôn. Sit on go. Nói chung là nhiều thứ để các bạn có thể chơi lắm. Còn trên này là tên này, HG Billiard này, 148 VC. Tức nghĩa đây cái số tiền coin của mình trong ngày. Lúc vào thì mình sẽ được 1.500 VC, 1.500 coin. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là đây, profile. Đấy, ấn vào đây xem nó là cái gì. Đấy thì tên tuổi, có thể edit lại profile. Đấy, cho ảnh yếc mình vào tên. Đấy. Rồi, đến cái phần quan trọng đi. Bây giờ cái phần quan trọng là chúng ta phải làm nào để chơi được cái bộ môn này đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn vào download này. Support download. Sau đó thì chúng ta sẽ download một trong hai cái này về. Đây là server Europe, châu Âu, đây là server USA. Đấy. Rồi, hai cái này thì khác gì nhau? Chẳng khác gì nhau cả. Ví dụ bạn download này về mà không được thì download cái này về. Một trong hai cái mà cái nào bị lỗi thì download cái còn lại. Đấy, còn đây là cấu hình này. Thì các bạn cứ đọc hết các cấu hình này. Mình nghĩ là bây giờ máy tính nào cũng có thể chơi được cái bộ môn này rất là mượt luôn. Rồi, sau khi mà đã xong thì các bạn có thể muốn download về đúng không? Cài đặt đúng không? Ví dụ gì? Ví dụ đây, ấn vào đây. Đây là phần chọn mình tự tạo game để mình chơi đúng không? Ấn Join là vào phòng, các cái phòng mà vừa nãy mình vừa hướng dẫn các bạn. Còn đây là tạo game, còn đây là tạo một cuộc thi đấu, một buổi thi đấu đấy. Thì đây tạo phòng này, tên phòng này, còn đây là regular, là khi mà bạn tạo phòng thì bạn có thể chọn là bạn chơi với ai. Ví dụ có ba người, bạn muốn chơi với ai, chơi thắng bạn vẫn được chơi tiếp, bạn muốn chọn người nào chơi tiếp thì chơi, hoặc bạn muốn ra nghỉ thì bạn có quyền, bạn là chủ phòng, bạn muốn làm gì cũng được đấy. Thì cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, king of table, tức nghĩa là nếu mà ví dụ có ba người đúng không, đây là số người maximum trong phòng này, mình có thể tăng lên này, hạ xuống theo ý mình. Ví dụ có ba người trong phòng thì người nào mà thua ra đập vào, thắng thì ở lại chơi tiếp, còn thua thì ra đứng xem. Cái trò này có thể đứng xem đúng không? Ở đây là password này. Nếu mà ví dụ mình chơi bạn bè mình thì mình tạo password ra để người khác đỡ vào chơi cùng mình đúng không? Đây game này. Game này thì chắc chắn là 83 rồi, bởi vì là đây bản không có phí. Bàn này, bàn thì các bạn có thể 7 feet này, 7 feet, 9 feet, 8 feet. Đấy. Đây là tất cả các 10 feet thì khó lắm. 10 feet bàn nó to. Đấy các bạn xem độ khó này, 10 feet lên tít tận đây. Còn bàn 7 feet này, ôi rồi nó xuống tận đây, độ khó thấp. Tức nghĩa đánh rất là dễ, bản bé. Mình thì thường chơi 9 feet. Còn cái chỗ này thì là chúng ta có thể chọn thử xem. Đấy, đổi vải bàn nào bạn muốn. Vải bàn này nhìn nó đỡ chói. Còn chỗ này cũng là đổi màu bàn. Nhưng mà tại sao nhỉ? Mình không hiểu. À, có khi ở đây là màu, còn đây là cái vải trải bàn, nó tên là này. Còn kia là màu không thôi. Còn đây là cái bàn mà mới hay cũ. Kéo sang đây là bàn mới, kéo sang đây thì càng sang đây thì càng cũ. Đấy thế thôi. Còn đây bóng, bóng thì mình cũng có thể, đây là bóng mới này, bóng mới đánh bóng này, còn đây là bóng cũ này. Đấy, thích chơi bóng nào thì chơi, cũng có thể chọn ở đây. Rồi đây nữa, đây là cái chỗ mà mình chơi, cái phòng chơi của mình có thể chọn phòng chơi. Đấy, rất là tinh tế đúng không, tinh tế cực kỳ. Play. À, cái này là cái quan trọng này. Khi mà mới chơi ấy, anh em sẽ gặp phải cái vấn đề là không biết là mình đang ngắm vào đâu. Thì các bạn có thể tích vào đây thì nó sẽ hiện ra các cái đường tia này để mình biết là mình đang đánh vào đâu. Và cái tia này nó có thể kéo dài nữa. Thì các bạn ấn nút A thì nó sẽ kéo dài cái tia đấy ra. Ấn nút A kéo dài tia. Đấy. Đấy. Nút A nó sẽ tia kéo dài. Nếu mà tia nó ngắn này, ấn nút A nữa thì nó sẽ kéo dài nhá. Ấn 3 lần nút A thì nó sẽ mất tia. Đấy, thường chơi thì mình sẽ tắt cái này đi. Bọn nó lập phòng là bọn nó không bao giờ bật cái này lên. Đấy, đúng không? Bởi vì chơi thế sẽ mất cái thú vị của cái trò chơi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp. Còn cái phần này là nó có ý nghĩa là gì? Khi mà các bạn bỏ dấu tích này thì đây là cái góc nhìn của các bạn. Góc nó sẽ nhìn cao như này. Đúng không? Lúc đầu mình mới chơi mình nhìn cái góc cao như này. Còn khi mà các bạn tích cái ô này ấy, thì các bạn có thể nhìn cái góc thấp như này. Như kiểu là các cao thủ, các bạn thấy không? Cầm của họ lúc nào cũng gần như là sát hoặc là chạm xuống cái gậy khi mà họ đưa gậy ấy. Đấy, thì là góc nhìn thấp. Bây giờ mình tích vào đây để mình nhìn được cái góc nhìn thấp như này. Mình muốn nhìn cao thì mình chỉ ngẩng đầu lên tí là mình nhìn cao. Còn
mình nhìn thấp thì mình hạ thấp hẳn gậy xuống thì mình nhìn được góc thấp như này. Rồi, đấy là cái phần tạo nhá. Bởi vì là tại sao mình chưa cài đặt đây này. Đấy, mình tạo game đúng không? Mình chưa hề cài đặt thì chỗ này nó sẽ điền là cài đặt software, tức là cài đặt trò chơi đi. Thì ấn vào đây phát không? Thì nó lại hiện ra này. Thì mình phải tải hai cái này về, tải một trong hai này về và cài đặt. Sau khi cài đặt thì nó sẽ có một cái biểu tượng ở dưới, ở ngoài màn hình desktop ấy. Đấy, thì các bạn ấn vào cái biểu tượng đấy nhá, thì các bạn sẽ vào được cái game của mình. Lúc đấy thì mới vào để mà chơi game. Rồi, sau khi mà chúng ta cài đặt xong và ấn vào cái trò chơi thì nó sẽ hiện ra như này đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo game này. Đấy. Vừa nãy ở đây nó điền là phải cài đặt software đúng không? Thì bây giờ không cần cài đặt software nữa rồi. Bây giờ nó hiện ra là tạo phòng này. Đấy thì mình ấn vào phát thì nó sẽ tạo ra cái phòng. Đấy, khi mà tạo phòng xong thì nó sẽ hiện ra như này. Rồi khi mà vào phòng chơi ấy, thì bình thường là nếu mà có nhiều người ấy, nó sẽ hiện ở đây. Tất cả danh sách người chơi ở đây. Và mình muốn ai chơi vào team 1 thì chỉ vào đây. Xong rồi kéo vào đây vào team 2. Đấy, xong ấn start. Ấn start để chơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nhá. Đầu tiên các bạn muốn kéo chuột, muốn góc nhìn xa thì nhìn gần, nhìn xa thì bằng cách nào thì các bạn giữ chuột trái. Di chuột tiến lên phía trước thì nhìn xa, kéo chuột về phía sau thì nhìn gần. Đấy, cứ kéo này. Được rồi, di chuột trái phải. Khi mà bỏ chuột trái ra, di sang trái sang phải thì nó như này. Kéo lên thì nhìn góc này, kéo xuống nhìn góc này. Đấy. Rồi, khi mà chúng ta muốn đánh cái quả bóng thì làm cách nào để đánh? Thì chúng ta sẽ giữ nút SC. Giữ nút SC và kéo chuột về phía sau thì là coi như kéo gậy. Và muốn đánh thì chúng ta phải ẩn chuột về phía trước. Ẩn mạnh thì là lực đánh mạnh, ẩn nhẹ thì lực đánh nhẹ. Bây giờ mình ẩn một lực mạnh. Đấy. Thả S ra thì bắt đầu camera tự chạy theo bi cái. Rồi, bắt đầu ngắm. Lúc đầu các bạn ngắm thì các bạn thấy khó không? Ví dụ mình muốn đánh 4 đúng không? Thì cũng không biết đánh vào đâu để nó vào lỗ. Khó, nói chung là khó. Nhưng mà khi mà các bạn đánh quen ấy, chơi được khoảng 2 tuần thì bắt đầu quen các góc ngắm thì có thể đánh dần dần đánh được. Rồi bây giờ mình bị foul rồi. Nhân tiện bị foul thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cách đặt bóng cái. Ấn nút M để chúng ta đặt bóng cái. Đấy, giữ nút M và chỉ đến vị trí chúng ta mong muốn thì là chúng ta đặt được quả bóng cái vào vị trí chúng ta mong muốn. Thì thả nút M ra thì bắt đầu đấy, là bắt đầu chúng ta đánh. Rồi muốn áp phê cu lê các thứ thì giữ nút E, nút E, giữ nút E và chỉ chuột, chỉnh chuột. Đấy là chúng ta chọc lên chọc xuống. Đấy, lung tung. Muốn áp phê bao nhiêu thì chọc bấy nhiêu. Đấy, ví dụ muốn chỗ đấy đến đây đúng không, chỉnh đến đây là ok rồi. Thì thả nút E ra, giữ nút SC, hoặc là bây giờ chúng ta có thể chỉnh góc cũng được thì gậy nó sẽ không bị lên xuống nữa. Và muốn đánh thì giữ nút S, lúc nào muốn đánh thì giữ nút S thôi, chỉnh xong rồi thì giữ nút S. Đấy, như này giật phá xuống. Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rồi bây giờ thì còn cái vấn đề gì nữa? Ok, lại foul rồi thì lại ấn nút M chỉnh ra đây đúng không? Như này chẳng hạn, này đây. Này, bắt đầu nhìn à, bi số 2 kia. Muốn đánh ra đâu? Ví dụ mình nhìn này mình cũng không biết là mình phải đánh cái ra đâu đúng không? Thì mình có thể ấn nút V, giữ nút V và chỉ ra đây. Đấy, kiểu như là mình chạy ra cái khu vực này. Xong mình nhìn, đấy, kéo gần vào nhìn, kéo xa ra, nhìn bao quát bàn, đấy. Đấy, giữ V chạy ra đây, nhìn ở đây, đứng đây mà nhìn. Như kiểu ngoài đời ấy, mình như kiểu mình đang chạy xung quanh cái bàn ấy, đấy. Nhìn xem mà mình đánh về đâu. Đấy, ok, khi mà xong rồi, mình muốn đánh thì mình giữ nút SC để về vị trí bóng cái. Xong bắt đầu mình chỉ vào mình đánh, đấy, đánh này, nhẹ nhàng, đấy. Quay chuột. Các bạn nên quay chuột chậm chậm thôi nhá, không chóng mặt đấy. Lúc đầu hơi bị chóng mặt đấy. Rồi à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nhảy bóng nhá. Ví dụ nhảy bóng đi à, ấn nút B để mình giữ nút B, chỉnh chuột lên trên. Đây, kéo chuột về sau. Khi mà
đúng góc rồi thì mình có thể thả nút B ra và bây giờ mình chỉnh quay chuột theo ý muốn. Như này thì rất là khó nhìn đúng không? Mình có thể ấn nút G, G và giữ chuột trái thì nó ngừng mặt lên. Đấy, thả ra là mình biết mình đang ở đâu đúng không? Kéo đấy, đấy khoảng này xong rồi giữ S kéo gậy chọc một lực vừa phải thôi, tùy mình. Mạnh thì nó nhảy cao, nhẹ nó nhảy thấp, mình chọc lực mạnh xem nhá. Đấy, nhảy. Anh em thấy nào? À, sau khi mà cái cú đánh của mình kết thúc rồi, nhiều khi là mình không biết là mình vừa đánh cái gì thì mình có thể quay lại bằng nút R, ấn nút R phát. Nào, đánh đi. Nhảy, đấy, thế nhá. Xong mình có thể nhìn cái góc độ khác bằng ấn nút L. Đấy, L. Đấy, nhiều góc độ đúng không? Và có thể ấn lại cho nó chạy. Đấy. Ấn cho chạy. Đấy, góc này chẳng hạn, góc trên cao, góc nhìn từ trên cao hoặc là góc nhìn từ đây, góc nhìn từ đây, góc nhìn từ đây, góc nhìn từ đây. Đấy. Nhiều góc lắm. Mình nghĩ là thế là đủ rồi. Hoặc là nút W á. Ví dụ đang đánh không? Đánh nút S. Giữ nút S để đánh này. Đúng không? Đánh phát mình có thể ấn luôn chữ W. Ấn phát đấy, thế nó kiểu như là toàn cảnh rồi. À đúng rồi, còn một cái nút mà cực kỳ là quan trọng luôn. Ví dụ là các bạn đang ngắm như này đúng không? Ngắm 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 này đúng không? Đúng không? Di chuột ngắm này, nhưng mà các bạn muốn ngắm mà nó chi tiết ấy, thì các bạn phải giữ nút F. F giữ F thì các bạn quay chuột thì nó quay rất là chậm. Dù các bạn quay nhanh nhưng mà nó quay rất là chậm và chi tiết. Đấy, từng tí một các bạn mong muốn đúng không? Nếu mà mình không giữ nút F thì nó sẽ bị quay như này. Đấy, quay nhanh nhanh nhiều khi nó không chính xác nên các bạn phải giữ nút F. Đấy, quay này. Đấy, quay rất là chậm. Và chuẩn thì ấn S để đánh. Rồi. Thế thôi, rất là đơn giản. Rồi, có khi là các bạn đã hiểu hết rồi đúng không? Các bạn muốn chơi cùng mình thì các bạn hãy download trò này về và kết bạn với mình nhé. Kết bạn với mình tên là HG Bilat, tên ở trên này, tên ở trên cái bộ môn này. Anh em nào muốn chơi cùng mình thì mình hay live stream vào hàng ngày là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì mình sẽ live stream ở trên kênh Dương Hoàng Gia Vlog vào 21 giờ 30 phút. Còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì mình sẽ live stream ở kênh HG Bilat nhé. Thì anh em nào mà muốn chơi trò này cùng mình thì hãy đúng cái giờ đấy anh em lên và chúng ta sẽ kết bạn và chúng ta cùng chơi với nhau. Rồi, mình hy vọng là cái video này sẽ giúp đỡ được một số bạn mà muốn chơi cái bộ môn online này. Mình nghĩ mùa dịch này thì sẽ rất nhiều bạn chơi cái bộ môn này đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhá. Xin chào. Chết này. Ấy, úi giời ơi, cân kìa. Úi giời ơi, cân thế cơ mà. Cân thế, ai chịu nổi.